Ngày 26 tháng 3 năm 2020, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ khoa tai mũi họng và can thiệp mạch vừa can thiệp thành công một trường hợp chảy máu mũi tái phát kéo dài 15 ngày. Bệnh nhân nói trên là ông Phan Hồng Vũ, 46 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Cách nhập viện 5 ngày, bệnh nhân đột nhiên chảy máu mũi bên trái không tự cầm, nên gia đình đã đưa đến bệnh viện địa phương điều trị với phương pháp đốt cầm máu nhét spongel. Tuy nhiên, tình trạng chảy máu sau đó vẫn tiếp diễn. Nhận thấy trường hợp này vượt quá khả năng chuyên môn nên sau 10 ngày nằm viện tại đây, ông Vũ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để tiếp tục điều trị. Thời điểm nhập viện, ông Vũ hoàn toàn tỉnh táo, da niêm hồng nhợt, mũi hai bên được nhét bắt mũi trước, sau hai bên được chuyển về khoa tai mũi họng theo dõi. Đến hôm sau, mũi bệnh nhân tiếp tục rỉ rả máu qua bắt mũi, nên bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và có chỉ định chụp can thiệp mạch máu mũi, số hóa nền. Kết quả chụp DSA phát hiện tổn thương dạng túi nằm ở nhánh xuất phát từ động mạch mắt trái kích thước 2mm, thoát mạch vùng mũi xuất phát từ động mạch hàm dưới phải. Ekip đã thực hiện can thiệp tắc mạch hoàn toàn động mạch gây thoát mạch. Sau 3 giờ thực hiện phẫu thuật, hiện tại sức khỏe ông Vũ đã ổn định, không còn tình trạng chảy máu mũi, có thể sinh hoạt bình thường. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Chánh Thi, trưởng khoa tai mũi họng, chảy máu mũi là một trong những cấp cứu hay gặp nhất trong chuyên khoa tai mũi họng. Phần lớn các trường hợp chảy máu mũi ở mức độ nhẹ và vừa thường tự cầm hoặc điều trị nội khoa có thể khỏi. Tuy nhiên, trường hợp chảy máu mũi mức độ nặng hoặc tái phát nhiều lần, nếu không xử lý triệt để sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Do khó xác định nơi chảy máu nên việc điều trị chảy máu mũi đôi khi gặp khó khăn. Khi bị chảy máu mũi có thể áp dụng các biện pháp cầm máu như đè ép tại chỗ, nhét me che mũi trước, nhét me che mũi sau, động điện dưới sự hướng dẫn của nội soi đi cầm máu thác động mạch. Trong đó can thiệp nút mạch dưới hướng dẫn của máy chụp mạch máu số hóa xóa nền là lựa chọn tối ưu bởi tính an toàn, tỷ lệ thành công cao và ít xâm lấn.